Trước Fulbright thì mình cũng có học một học kỳ ở một trường đại học khác. Mình không dám nói là Fulbright tốt hơn các trường đại học khác nhé, nhưng mà ý của mình là nó khác hoàn toàn so với những cái định nghĩa của mình về cuộc sống đại học. Thì cuộc sống ở Fulbright thì nó khá là mở, khi mà bạn được mình có cảm giác là mình được đặt trong cái tình thế mà mình phải cơi nới hết rất nhiều những cái giới hạn của bản thân, rằng là bạn phải thức dậy sớm để mà làm bài tập. Nhưng mà đấy là cái lựa chọn của mình, thay vì trước đây là mình sẽ thức khuya chẳng hạn, thì hoặc là mình sẽ phải đi làm dự án cùng với những cái dự án nho nhỏ thôi, cùng với các bạn trong lớp. Thay vì trước đây là cái dự án, những cái ý tưởng dự án thì mình phải tự nghĩ ra và mình phải đi tìm cái nguồn lực cho nó, thì ở Fulbright thì các thầy cô đặt cái câu hỏi và bọn mình sẽ tìm cái ý tưởng từ bản thân mình, và sau đấy là được hỗ trợ rất nhiều để mà thực hiện cái ý tưởng đấy. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tớ ở Fulbright chính là lúc mà bạn Bích của bên cạnh bị nâng cái tạ 10 ký xong rồi bị rớt xuống đất, gãy chân móng men chảy ra chết. Thì mặc dù là lúc đó trời đã tối rồi nhưng mà chị Hiền vẫn kiểu lao ra ngoài đường để đi mua các thứ bông băng phục vụ để sơ cứu cho bạn Bích, và mình cảm thấy rất là cảm động. Và mình cảm thấy là ở môi trường Fulbright thì khi mà mình có khó khăn thì mình đều có thể hỏi mọi người và nhờ mọi người giúp đỡ, và mình cảm thấy là một môi trường rất là thân thiện và rất là đáng để học tập, và đáng và cũng giúp mình phát triển và trưởng thành hơn được rất là nhiều. Feedback gần đây nhất thì mình đã viết trong feedback gửi cho cô Pam, mình có nói là FBV nó đã vượt quá những gì mình có thể tưởng tượng. Mình có biết đến các môi trường đại học của các trường nước ngoài, ví dụ như ở Mỹ hoặc là ở bên Canada, Singapore, và mình thấy nó là một môi trường mở. Mình biết là nó sẽ là một môi trường tốt, nhưng mà đến khi vào FBV thì ok, mình cảm thấy ở đây nó còn tốt hơn cả những gì mình có thể tưởng tượng. Ở đây không chỉ là bọn mình có thể được chọn học những thứ bọn mình thực sự hứng thú, không chỉ xoay tưởng, mà ở đây bọn mình còn có thể, mình cảm thấy nó còn có nhiều cơ hội hơn, và nó không hề có một sự gò bó nào, không hề có một cái barrier nào. Nếu bạn là một người dám ước mơ, dám thử thách bản thân mình cho một môi trường hoàn toàn mới, cũng như là dám trải nghiệm, và thì mình nghĩ Fulbright là một trường hoàn toàn phù hợp với bạn. Fulbright là một nơi, một hành trình mở để chào đón bạn đến đây, để bạn thể hiện được cái tôi của mình. Bạn được trở thành một người lớn hoàn toàn, sống độc lập với gia đình của mình, thì mình hoàn toàn đồng ý. Fulbright cho mình một cái cơ hội để có thể sáng tạo, có thể xây dựng được những gì mà mình mong, mình ước, hoặc là được khám phá bản thân mình, để mọi người có thể thốt lên là ôi trời sao ta giỏi quá vậy. Chọn vào Fulbright là một trong những quyết định hợp nhất cuộc đời mình, bởi vì có nhiều người cho rằng giỏi nhất mới là tốt nhất, nhưng mà với mình thì hợp nhất mới là tốt nhất. Mình là một con người rất là yêu thích hoạt động xã hội, và Fulbright là một trong những môi trường cung cấp cho mình những kỹ năng, kiến thức, đam mê và những người cộng sự để cho mình có thể thực hiện cái ước mơ của mình. Và cái việc mà mình cảm thấy rất là yêu Fulbright đó là những cái ý tưởng mình nói ra, mọi người có thể đánh giá nó rất là ngây thơ và nó rất là không có thể thực hiện được, nhưng mà ở Fulbright mọi ý tưởng đó sẽ được những thầy cô, những người bạn bè sẽ cùng nhau làm với mình. Đến khi vào môi trường FBV mình mới thực sự được định nghĩa lại thế nào là được tôn trọng, thế nào là có thể tự do chia sẻ ý kiến của mình và được mọi người đón nhận, và thế nào là tự xây dựng lên tương lai của mình. Thì FBV là một môi trường mở cho bọn mình, cho phép bọn mình có những suy nghĩ rất là hơi crazy một chút, nhưng mà nó khá là độc đáo. Và mọi người ở đây thì rất tuyệt, từ bác lao công rất là thân thiện, có thể share đồ ăn với bọn mình, đến chú chụp ảnh dễ thương chuyên gia có hình cho bọn mình sống ảo nè, đến các thầy cơ lúc nào cũng chơi game, board game cùng bọn mình ở trong dorm nè, với rất nhiều người, rất rất nhiều người ở đây. FBV là một gia đình.